Huấn luyện viên Big Daddy bị đặt dấu hỏi khi chọn gừng không cay tháng 8 3 Rap Việt. Huấn luyện viên Big Daddy vẫn quyết định để gừng không cay đi tiếp tại Rap Việt. Mùa 3 dù hai thí sinh khác là Indicay và Limitless được nhiều khán giả lẫn huấn luyện viên và giám khảo lựa chọn. Chỉ với hai con beat và 8 khung nhạc, lần lượt 4 thí sinh đội huấn luyện viên Big Daddy, gừng không cay, Indicay, Limitless, Snoop Dogg chinh phục huấn luyện viên Big Daddy để giành quyền đi tiếp. Với chủ đề dí dỏm bớt xem bói, 4 thí sinh đã cống hiến hết sức ở phần thi sống còn này. Với những vần câu trong lyrics truyền tải trong phần rap, cả 4 thí sinh đều đã thể hiện thành công năng lực của mình, khiến bộ 7 khen không ngớt lời. Sau đó, các huấn luyện viên lần lượt có những lựa chọn của riêng mình. Với huấn luyện viên BJ, anh bày tỏ sự yêu thích đối với chất ngông cuồng của thí sinh Limitless. Trong khi đó, huấn luyện viên Andre nhận định đây là chủ đề rất khó. Nếu phải đưa ra lựa chọn, sẽ chọn Indicay. Huấn luyện viên Thái Việt Di cũng có cùng sự lựa chọn với người đàn em. Giám khảo ra Sturdy phân vân giữa Limitless và Indicay, nhưng nghiêng về thí sinh sau hơn vì thích câu rap thầy nhạc flow. Giám khảo Suboy đồng tình với quan điểm này. Sau đó, huấn luyện viên Big Daddy nói, cả 4 đều làm tốt phần 8 bars này. Không có ai quá nổi trội so với những người còn lại. Những ngày được làm việc cùng bọn em, anh thấy rất vui. Các em trao lại cho anh rất nhiều năng lượng. Mọi thứ sẽ được kết luận bởi khán giả. Huấn luyện viên này sau đó đưa ra quyết định để gừng không cay đi tiếp vào vòng bứt phá. Đây là thí sinh đã nhận nón vàng của đội huấn luyện viên Big Daddy ở vòng chinh phục. Nhiều khán giả ngỡ ngàng trước quyết định này. Một khán giả viết, công tâm thì Indicay hay Limitless ấn tượng hơn nhiều. Có vẻ Big Daddy đang tiếc chiếc nón vàng của mình ở vòng 1, nên lựa chọn gừng không cay. Ý kiến này sau đó nhận được nhiều sự đồng tình. Nhiều ý kiến khác cho rằng, nếu huấn luyện viên Big Daddy không chọn gừng không cay sẽ khiến những lời chỉ trích với chiếc nón vàng cho thí sinh này ở vòng đầu tiên của Rap Việt mùa 3 là đúng. Đồng thời, nhiều người cũng liên hệ trường hợp này với vòng 8-3 của huấn luyện viên Kazik ở mùa 2. Huấn luyện viên Big Daddy từng chia sẻ bản thân đã phải làm công tác tư tưởng nhiều với gừng không cay. Thí sinh này bị tâm lý sau khi nhiều bình luận cho rằng rapper sinh năm 2003 không xứng giành được nón vàng.